Kính thưa Tòa Thị Vị và nói tiếp chương trình, mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của anh Tài Quỳnh, ca khúc được mang tên Bên Nhau Đêm Nay. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cặp đôi song ca Hồng Đậm và Minh Trang. Chân nhịp nhàng im mai để xin